Mới đây, Bộ Công an đã ban hành thông tư 32 năm 2023 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông với luật quy định mới đáng chú ý chuẩn bị được đưa vào áp dụng từ ngày 15 tháng 9 năm 2023. Sau đây là những nội dung chi tiết. 1. Thêm trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe. Kế thừa quy định cũ, Điều 16 Thông tư 32 tiếp tục ghi nhận 4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe để tuần tra, kiểm soát nhưng có sự điều chỉnh, phù hợp với thực tiễn. Cụ thể bao gồm, trường hợp 1, trực tiếp phát hiện hoặc thông qua phương tiện, thiết bị nghiệp vụ phát hiện, thu thập được các hành vi vi phạm giao thông và các vi phạm pháp luật khác. Trường hợp 2, thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề. Trường hợp 3, có văn bản đề nghị của cơ quan điều tra, cơ quan chức năng về dừng phương tiện để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. So với quy định cũ, thông tư 32 đã bổ sung thêm trường hợp có văn bản đề nghị của thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để phòng chống thiên tai, cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ. Trường hợp 4, có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức, cá nhân về hành vi vi phạm của người và phương tiện. 2. Thông tin giấy tờ trên VNEID có giá trị như bản giấy. Theo quy định mới, cảnh sát giao thông có quyền kiểm soát các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện như bằng lái xe, giấy đăng ký xe, giấy đăng kiểm, bảo hiểm xe. Khi các cơ sở dữ liệu đã kết nối với hệ thống định danh và xác thực điện tử, xác định được các thông tin về tình trạng của giấy tờ, thì việc kiểm soát thông qua kiểm tra, đối chiếu thông tin của các giấy tờ trong tài khoản định danh điện tử có giá trị như kiểm tra trực tiếp giấy tờ. Như vậy, nếu tài khoản VNEID đã được tích hợp đầy đủ thông tin giấy tờ của người điều khiển và giấy tờ xe, thì thông tin trên đó sẽ có giá trị như bản giấy khi cảnh sát giao thông kiểm tra. 3. Người dân được xuất trình giấy tờ trên VNEID thay cho bản giấy. Thông tư 32 nêu rõ, người điều khiển phương tiện được phép cung cấp thông tin của các giấy tờ trong tài khoản định danh điện tử VNEID để cảnh sát giao thông kiểm tra, đối chiếu thông tin. Trong quá trình kiểm soát, nếu phát hiện tài khoản định danh điện tử có dấu hiệu làm giả hoặc cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm thuộc trường hợp phải tạm giữ, tước quyền sử dụng, thu hồi, tịch thu giấy tờ hoặc các trường hợp vi phạm cần phải xác minh về giấy tờ, thì cảnh sát giao thông đề nghị xuất trình các giấy tờ bản giấy để thực hiện xử lý theo quy định. Cảnh sát giao thông được kiểm tra tính hợp pháp của hàng hóa. Hiện nay, thông tư 65 năm 2020 chỉ quy định cảnh sát giao thông có quyền kiểm soát chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn vận tải đường bộ, nhưng không hướng dẫn chi tiết về nội dung kiểm soát. Khắc phục điều này, thông tư 32 đã nêu rõ, cảnh sát giao thông được kiểm soát tính hợp pháp của hàng hóa, chủng loại, khối lượng, số lượng, quy cách, kích thước, đồ vật, số người thực tế chở so với quy định được phép chở và các biện pháp bảo đảm an toàn trong vận tải đường bộ. 5. Người vi phạm không ký biên bản thì chỉ cần một người làm chứng. Trường hợp người vi phạm không có mặt tại nơi vi phạm hoặc cố tình trốn tránh hoặc vì lý do khách quan mà không ký, điểm chỉ vào biên bản hoặc có mặt nhưng từ chối ký, điểm chỉ vào biên bản thì tổ trưởng tổ cảnh sát giao thông tiến hành mời đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm hoặc ít nhất một người chứng kiến ký vào biên bản xác nhận việc người vi phạm không ký, điểm chỉ vào biên bản đó. Hiện nay, thông tư 65/2020/TT-BCA yêu cầu trường hợp này phải có chữ ký của ít nhất 2 người chứng kiến. 6. Không nộp phạt giao thông thì cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm. Theo thông tư 32, trường hợp người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc đã quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc, vi phạm ghi trong biên bản, vi phạm hoặc văn bản thông báo mà chủ phương tiện, người vi phạm chưa đến giải quyết, xử lý thì với các phương tiện phải kiểm định, cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo cho cơ quan đăng kiểm để phối hợp xử lý theo quy định. Điều này sẽ khiến phương tiện gặp rất nhiều bất tiện trong quá trình đi đăng kiểm. 7. Không có cảnh sát giao thông đi cùng. Công an xã vẫn được dừng xe xử phạt. Khi không có lực lượng cảnh sát giao thông đi cùng, thì công an xã vẫn thực hiện việc tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã được phê duyệt. Sau đó phải báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm cho lực lượng cảnh sát giao thông. Công an xã được dừng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe thô sơ để xử lý vi phạm các lỗi bao gồm không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, chở hàng hóa cồng kềnh quá kích thước giới hạn quy định, dừng đỗ xe không đúng quy định, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, không có gương chiếu hậu ở bên trái, sử dụng ô, dù, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Thêm một điểm mới đáng chú ý khác là cảnh sát giao thông mặc thường phục được dừng xe ngăn chặn vi phạm. Cụ thể, khi phát hiện hành vi vi phạm nghiêm trọng về giao thông đường bộ, an ninh, trật tự xã hội,
Nếu không ngăn chặn kịp thời, sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội, làm thiệt hại đến tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân, tổn hại đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, thì cảnh sát giao thông mặc thường phục được sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân để thông báo, vận động nhân dân phối hợp, ngăn chặn hành vi vi phạm. Sau đó thông báo và phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát công khai để giải quyết vi phạm hoặc đưa đối tượng vi phạm về trụ sở công an gần nhất. Trên đây là toàn bộ nội dung video. Nếu thấy thông tin hữu ích với bạn, đừng quên bấm đăng ký kênh của Luật Việt Nam và bật chuông thông báo bạn nhé. Ngoài ra, để được tư vấn trực tiếp, bạn hoàn toàn có thể đăng ký trở thành hội viên thân thiết của chúng tôi.